Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa ông bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là có một chuyến vật liệu để mà xuống nhà của hai ông cháu rồi. Đấy, tuy nhiên thì là hiện tại bây giờ thì mới bắt đầu là đi sang bên Lào Cai để mà lấy thôi. Vừa rồi thì chỉ di chuyển từ trên đoạn nhà xuống thì đâu đó là cũng gần là được 3 đến 4 tiếng rồi các bác ạ. Lấy vật liệu ở đây thì thường thường là anh đi là hết bao nhiêu tiếng thì lại về đến trên xã của mình anh? Giờ này ở trên đây Trung Quốc thì chắc biển tối em ạ. Tối này thế là để mai là mới giả được thôi anh ạ. Mai mới giả được. Chắc phải tầm sáng mai rồi, tối nay về đến nhà tối từ đêm rồi. Không sao tối. Đấy, còn chuyến vật liệu này đi lấy thêm cái gì thì cháu Lực sẽ ghi hình lại cho các bác để mà cùng biết. Chuyến vật liệu này thì có lẽ là chuyến cuối cùng rồi. Còn nếu như mà sau này còn cái gì mà thiếu thì là cháu Lực sẽ lấy sau các bác ạ. Tại vì là đi lấy vật liệu này thì cũng như lấy khá là xa, cho nên là cháu Lực muốn là gom lại một lần để mà lấy cho nó đủ luôn. Thì cái phần hiện tại kinh phí của nhà hai ông cháu các bác ạ thì vẫn còn chưa có được đủ, cho nên là cháu Lực rất là mong sau khi mà cháu Lực lấy được vật liệu vào thì rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác trợ duyên là giúp đỡ cho hai ông cháu nữa. Hay ở đây thì là hiện tại là hai chị Nguyệt Tý là mạnh thường quân chính, cũng mạnh thường quân chính của gia đình nhà hai ông cháu, và trong đó thì cũng có thêm là chị Giáng My này, bà bé này, thêm là một số cô bác mạnh thường quân nữa để mà giúp đỡ cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà che nắng che mưa. Mong sao là lấy được vật liệu vào thì trời nó không mưa nhiều nữa, nó ủng hộ, thời tiết nó ủng hộ để cho cháu Lực tiến hành cùng với lại mấy anh em đội thợ để hoàn thiện ngôi nhà của hai ông cháu. Ngôi nhà của hai ông cháu thì dự định là tầm độ trong một tháng thì sẽ hoàn thiện hết cô bác. Vào cái mùa này thì là chưa hẳn là vào mùa mưa mấy đâu. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là lượng mưa của năm nay thì có vẻ như là Hà Giang là bị ảnh hưởng là nhiều hơn cô bác ạ. Tầm độ mấy nữa đến mùa mưa là rơi vào tầm độ tháng 9, tháng 10 này nó mới là lượng mưa nó mà lớn hơn cô bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi lấy vật liệu xuống nhà của hai ông cháu của bác nhé. Đường này thì có vẻ như là đường đi thích hơn ở bên Xí Mần anh nhở, đường này ấy. Đường sướng hơn. Thế là nếu mà mỗi lần lấy vật liệu là anh chuyên ra bên này lấy hay là đi vào tận đâu đấy anh? Anh thì hầu như vật liệu anh ấy toàn ở bên này thôi. Bên này mấy năm nay toàn ở bên này thôi. Bắc Quang ấy còn xa hơn. Và thì thôi, sang bên này nó gần mấy năm nay còn xa hơn. Nhưng mà nếu mà để giá vật liệu hay là ở trên bên Lào Cai này nó được giá hơn hay là ở dưới Hà Giang thì là được giá hơn đấy? Nếu mà lấy ở bên này thì giá nó cao hơn so với ở dưới tỉnh. Ở dưới thì nó cũng lộ hơn thì nó rẻ hơn sao? Nó rẻ hơn à? Rẻ hơn tí mà. Chúng nó cũng vào tiền cứ vận chuyển hết mà. Nhưng mà ở bên này thì nó lại gần hơn đúng không? Bên kia này nó lại gần hơn. Nếu mà đi bên đây thì bên kia phải mất 2 ngày. Mất một ngày đi một ngày về. Mùa mưa này đường sạt nhiều lắm. Vì là đâu bị tắc đường suốt. Ở bên bên Xín Mận nữa các bác ạ. Bên Xín Mận thì đường người ta là bây giờ mới bắt đầu là mới mở ấy, cho nên là nó sẽ bị là sạt là nhiều hơn so với lại ở bên Lào Cai bên này. Bên Lào Cai bên này thì là hình phát triển hơn và cái cung đường của người ta làm ấy thì là người ta làm là và nó thông thoáng và đi lại nó dễ dàng hơn một chút. Anh cùng cháu Lực thì cũng gắn bó với lại anh Sơn chở vật liệu thì cũng không phải là một cái thời gian nó ngắn đâu các bác ạ. Anh em gắn bó thì cũng từ là cái ngôi nhà của hai ông cháu ra là đến bây giờ, cho nên là giá cả của anh Sơn để mà lấy vật liệu đấy thì cũng nó cũng như là bao anh chở vật liệu khác thôi. Đấy thì anh em là một phần là cũng vừa là hỗ trợ nhau, còn là một phần thì cũng lo là người mua với lại người bán. Đoạn này vào thì rơi tầm bao nhiêu cây nữa tới anh? 7 cây. 7 cây á?
Đấy là cái nghề lái xe tải của anh đôi lúc là ngủ ngoài nhiều hơn là ngủ trong nhà anh ạ. Bình thường thôi. Nếu mà xe cộ chúng ngủ ngoài. Đôi lúc nữa xe cộ chúng chả phải ngủ ngoài à. Với lại nhiều hôm đi giả hàng cũng giả được tí vậy. Vâng. Nhưng mà đến đó đi cái chuyến sáng kia đi hoàn đến tối rồi hỏi bảo là mai mới nhận thì chẳng của chuyến xe thì đi đâu. Về thì cũng không được. Sao này đường đẹp nhỉ? Sao này đường đẹp, dây ra bên này là có nhiều nhà xây hơn đấy, là bên này ấy. Đây sao này, cái gì nhỉ? Đông khắc một trời một vực. Chưa hiểu là ra bên này như kiểu sắp mưa hay sao rồi ấy. Bây giờ em rất là sợ mưa bây giờ ấy. Vì rằng là các bác mạnh thường quân gửi tiền cũng khá lâu ấy, được một tháng thôi ấy. Không khi là mình cầm tiền rồi, mình cũng không biết là mình phải nên làm cái gì trước. Mà mấy em kiểu mấy em ra đây nó mưa nhiều, thế này sạt nhiều ấy. Mang đi để đấy, nếu mà đợt đỏ nếu mà chở được vào thì bây giờ chắc xi các thứ còn chết hết rồi. Có làm được đâu. Nó to tăng được suốt. Hôm đó đấy mà lấy được vật liệu vào thì là mưa suốt thì cũng không làm được. Những lúc là mưa thông này. Rồi ra bên này là nhìn trời bắt đầu là kéo mây đen đen đến rồi các bác ạ. Mong sao là không mưa. Không mưa là mai còn đi xuống đấy được, nếu mà mưa thì thì sợ anh chạy xe này thì chạy được bao năm rồi anh? Anh chạy được năm nay năm thứ bảy rồi. Năm thứ bảy rồi. Năm thứ bảy thì gắn ghé với lại gắn bó với lại nghề xe lâu lắm rồi đấy anh nhỉ? Xe bọn anh thì còn đi đường khó, có được chạy đường ngoài này bao giờ đâu, đường ngoài này mấy đâu. Toàn em thấy đây, toàn đi vào anh chỗ đây, kiểu mấy nhà ông kia thì nó có được đường to này đâu. Toàn đường kia ở trong số này. Đường thì bé, vực thì nhiều. Thật ra bên này thì có vẻ như là nhìn thấy rất là nhiều nhà người ta xây bằng cái móng nhà cấp 4. Cấp 4 thì kiểu dạng là nhà vườn ấy. Trông rất là đẹp. Bên này dân người ta xây hơn đấy. Nhìn nhà là biết rồi, nhà và cái chỗ khu mình đang đi như là cũng làng Mông sao nhỉ, làng này đấy cũng là làng Mông ấy, làng Mông hết luôn khu này. Đấy là mấy cái quả nhà người ta vẫn còn làm là kiểu là không dạng như kiểu là đồng bào dân tộc Mông ấy, kiểu bên này đường xá thông ấy. Vâng. Trước mình lâu rồi. Em bảo đường có to đẹp như thế này. Cái chuyến vật liệu này thì là có lẽ sẽ phải đến sáng ngày mai thì mới bắt đầu là đến trên xã để mà giả xuống. Ở đây thì là khi mà cháu Lực xuống đấy các bác thì cũng đã dặn dò ông là xem là đường mà hôm nọ khi mà cháu Lực đi xuống ấy xem ấy xem bảo là không anh chở vật liệu mà không cần dùng máy xúc để mà xúc đâu, không cần chở máy xúc để mà xúc đâu thì để ông dùng cuốc về để mà cao qua những cái chỗ nào mà nó cảm thấy là nó dốc quá ấy. Đây, bây giờ thì hai anh em đến chỗ lấy vật liệu thì tiếp tục là sẽ ghi hình cho cô bác là cùng biết là hôm nay cháu Lực là lấy những vật liệu gì cô bác nhé. Thưa cô bác, hiện tại thì là hai anh em là vừa ra đến cái chỗ mà lấy vật liệu rồi cô bác ạ. Những cái vật liệu này thì là cháu Lực đặt từ trước rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là đến bây giờ thì mới ra lấy được. Đấy, vừa ra đến đây là trời mưa luôn, không biết là ra kia là trời có mưa không ấy. Đấy, rất là may là cũng mưa phùn thôi. Đây là gạch của mình đấy đúng không anh? Đúng rồi. Cái gạch này là sẽ để trong nhà vệ sinh này, còn cái gạch này là ốp cũng như là ốp tường để ốp nền này. À, nền là loại này chứ cô bác ạ. Nền là loại này. Ở đây thì là hiện tại là nó còn đang hơi ướt một chút. Cái này là nền vân giả gỗ của bác ạ, cái này ấy. Cái chỗ này là tẩu hết là đủ hết đúng không anh? Buộc này. Cái này là tôn của mình đúng không anh? Tôn này.
Tôn thì tôn xốp thì đợt này là cháu Lực là lấy xé màu khác một chút của bác ạ. Tôn này thì nó là màu xanh của nước biển của bác nhá, chứ không phải là lấy màu xanh lá cây nữa. Còn những cái gạch này kia thì là đợt trước cũng đã lấy và chở đi hết rồi. Bây giờ chỉ có còn là một số là cái vật liệu đó thôi. Bây giờ thì là sẽ chuẩn bị là bóc lên xe. Xi thì chắc là bóc từ trong kia đấy chứ anh nhỉ, xi á. Bồn rửa bát nhà, bồn vệ sinh các kiểu bên kia hết rồi. Là bên kia là đồng hết đúng không anh? Tí tí nữa anh kiểm lại cho em thêm một lần nữa nhá. Xong là nếu mà nếu cái tấm cái viên gạch đen đen hôm trước em bảo là lấy thì ở đây có chưa anh nhỉ? Nếu mà không có thì một tí có hết rồi đúng không? Dạ, xếp ở trong này à? Vâng. Vâng. Và cái gạch nhà vệ sinh này nó sẽ chống trơn của bác nhá, gạch này ấy. Đấy, hiện tại thì anh nhận chở vật liệu đang kiểm tra xem là đúng cái loại gạch mà cháu Lực lựa chọn chưa. Còn cái gạch ốp nhà vệ sinh kia của bác này, cái loại mà trước cháu Lực đặt thì nó đã hết rồi cô bác ạ. Thành ra là cháu Lực lại lựa chọn một cái màu khác một chút. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là nó vẫn đều là ốp ở trong nhà vệ sinh hết. Đấy, cái màu gạch này thì nó sẽ na ná là cái màu giống nhà em sửa một chút thôi cô bác ạ. Nhưng mà cái màu này là nó màu là vân giả gỗ là nhiều hơn. Đấy, cái chỗ mà anh đang nâng lên thì là cái gạch để mà ốp ốp nền nhà của bác nhá. Và cái gạch này thì đợt này cháu Lực lựa chọn là gạch mà nó sẽ nhiều hơn. Hai bảy ốp bao viên à? Chỗ này anh có nhà con chó gì không ấy? Xí. Si. Thì đất này ấy bác. Bác thử lấy cái gì giải không tí là sóc là vỡ đấy. Không, nó bị đâu. Nó đang bị chéo lệch ở chỗ cạnh sườn này thì không được phẳng ấy. Không có cái bay nào, có cái bay gì không? Đấy, đợt này thì là cháu Lực ra tận nơi để mà xem là anh ấy lấy vật liệu là ở chỗ nào bác ạ. Ở đây thì thường thường là lúc nào mà lấy vật liệu thì anh cũng đều là ra những cái chỗ này để mà lấy hết. Những cái gạch này thì là đã đặt từ rất là lâu rồi bác ạ. Cái gạch ốp nền nhà này bây giờ đủ chưa anh Sơn? 27 hộp 3 viên. Wow. 27 hộp 3 viên à? Ở trên kia. Có bằng này đứng được không? Không, tí để tôn nữa. Tôn chắc là mình để trên cùng, để trên xi thôi anh nhà Tôn đấy. Xong rồi tí lấy cái bạt phủ lên nữa thì là đẹp rồi. Rồi là mấy anh em vừa ra đến đây là mưa đúng không? Có vẻ là ở cái chỗ này thì cũng rất là ẩm đấy các bác ạ. Mưa rất là nhiều và đến cái mùa đông thì chỗ này là cái nơi là lạnh nhất. Ui, chỗ này nhiều đất thế nhỉ? Sao? Ngay từ đây ra đâu. Cái gờ này nó có cái gờ nó không bằng. Đấy, trong tí để nhét cái gì? Đợt này thì là sẽ có thêm là cả bồn vệ sinh nữa. Còn là cái thêm là cả bồn vệ sinh thì là đợt này là không có các bác ạ. Thì là để chuyến sau thì tiếp tục là lấy sau. Đi lấy luôn nhá. Dạ. Một tí nữa lấy luôn à? Thế em tưởng là chuyến sau mới có chứ. Lấy luôn. Ừ. Sao bác xem hết chưa? Ôi, đâu mà trên sau mà chở cái bệ xí mà dùng xe máy để chở thì cũng được một xe luôn đấy.
Cái này là anh không cẩn thận là tí đến trên xá vớ là em không nhận đâu anh Sơn nhá. Em hỏi anh trước ấy. Ôi, có cả xi trắng hết chưa anh nhỉ? Đợt nào em đặt được cả xi trắng anh hết đúng không? Đấy, đợt này là chỉ có gọi là đi theo anh chở vật liệu thôi các bác. Còn là nếu mà để mà nhận ấy thì là ra đến nhà thì mới bắt đầu là kiểm. Đến lúc đấy thì là thiếu thì là mấy anh Sơn thì sẽ tiếp tục là lấy về thêm. Sơn nó phải chịu trách nhiệm. Cái gạch này để ngoài mưa cũng không sao anh nhỉ? Nhưng mà cái thí dụ như cái lúc mà ốp ấy thì thấy là cũng ngâm qua nước mà. Vẫn phải ngâm chứ, khô quá vẫn phải ngâm mà. Lấy một giang. Giang cái nào? Cái này gọi là nhặt từng chút một ở đây Sơn nhỉ? Ở đây thì là nếu mà như mạnh tầm tuổi là em xử thì có thể là đi theo được các bác ạ. Nhưng mà mạnh thì cũng còn nhỏ quá. Còn là về ông sò thì ông ấy ở nhà là làm mà những công việc nhà là thường xuyên thôi, cũng nuôi trâu nuôi bò nữa. Ông điên bóng rồi. Mày quên không lấy tôn của anh à mà? Chắc có khi quên thật. Tôn này chắc là đến thời điểm là được một tháng anh Sơn nhỉ? Bây giờ thì đi thì là cũng cầm theo là tận với hai cái tấm bạt là rất là lớn rồi các bác ạ. Chỉ sợ rằng là đến chỗ mà hạ gạch đấy, đến gần nhà của hai ông cháu đấy là mưa quá thì ra là không có vận chuyển được đi xuống dưới thôi. Cái chậu vệ sinh nó có mỗi cái bồn không à? Không có cái chắn ấm nước ở dưới à? Trên chưa sắt à? Đấy, nó phải có đầy đủ bộ chứ. Ông bán hàng có đủ bộ ấy, không bán rồi. Lấy một cái bộ đấy, người ta mang phải lắm rồi. Không phải có nút ấn chứ. Cái nút đấy đúng không? Nút ở kia để xả nước đúng không? Thì là cái van thì không nói, nhưng mà ví dụ như là cái bồn rửa đây xong nó một cái quây cột. À, gân gù đấy à? Cũng gân gù kia. Cột chậu kia ấy. Cũng đấy chắc quên. Có nhỉ, củ đấy mình chưa ghi củ mà... đấy chưa ghi cái củ mà như kiểu chữ bồn bồn rửa đấy cũng cần không xả đấy. Đấy thì mình nối ống nước xuống cũng được mà xả trực tiếp luôn có nước sẵn thì cái củ đấy để mà nối đi ra ngoài đúng không? Nối ở trên nó mình thắt lên à, chắc là quên đấy mà cái đấy củ đấy nó có một bồn xả nước nóng và xả nước lạnh đúng không? Trên mạng thì nó rẻ. Trên mạng nó rẻ hơn à? Trên mạng được sắp nhật ra. Xi măng cũng có ở TikTok được.
Bây giờ chắc anh cũng chuẩn bị sang bên mảng TikTok để live stream bán gạch. Đêm cứ vác cái máy ra đây thôi. Đẹp luôn cái này bạn. Ờ, lấy cái kia về trước ạ. Cái ta viên kia. Nó đủ 40 mét thôi. Đấy, như này là đủ 40 mét. Như này là đủ gạch đúng không anh? Như này ấy. Cái này có 26 hồng và 26 với 3 viên. Này ở khoan ở phía bên kia là gạch ốp và ốp tường. Củ đấy thì thôi củ đấy. Củ đấy lúc nào mà nó đã đến lúc mà lắp đâu. Nếu mà mấy nữa mình không lắp được cái kia thì mình mua cái đấy sau. Mấy nữa mình làm một cái vòi là coi như nó chỉ có nước lạnh thôi ấy. Đéo bỏ xe chở luôn luôn. Sao rồi, đợi kia chở thằng lên nhà nhỉ? Tôi cứ chở từ dưới kho lên để đây. Cái gạch bên kia là cái gạch mà ốp ốp vào cái bàn hái của bác ạ. Cái gạch đợt này thì là lấy loại gạch là gạch to luôn các bác, kể cả gạch ốp tường thì cháu Lực không lấy là gạch to luôn. Cái gạch trắng này là bao nhiêu hộp đây anh? Bao nhiêu anh nhỉ? 4 hộp, 4 hộp, 4 hộp, 6 hộp, 5 hộp rồi. Mà đây 5 hộp rồi đây rồi. Chỉ đi ra. Ô, cái gạch này em thấy là trên đấy còn phủ thêm một lớp ni lông nữa à? Sợ xước à? Chấm xước à? Gạch xịn nó thế đấy, gạch rẻ. Không đủ đâu, không đủ đâu. Cho từ bên kia sang đi bây giờ ấy. Cô đã đủ đến bên kia không? Catilo, Lutica. Đây còn một đây một cái. Đây hai hộp nữa này. Đây một cái xì này. Đây đủ 4 viên gạch đen xì này cũng rồi. 2 4 6. Đây một hộp nữa. Cái gạch đen hôm nọ là mình lấy chỉ lấy một hộp thôi anh nhỉ? Đúng rồi, đây này một hộp đấy. Hộp 4 viên này. Cho nó vào cái này với kia. Cho cái trắng đi đó. Cho cái trắng đi. Bên kia là toàn cái trắng rồi, cái này toàn cái nâu. Cái kia 7 hộp 2 4 6 1 hộp. Ôi 7 hộp bên kia. Đây đủ nhá. Cái gạch mà đâu bỏ 2 viên này này. Dạ, cái này á. 2 viên này không phải đâu. Ơ nhưng mà sao cái kia nó kiểu màu nó nhạt nhạt hơn anh Sơn nhỉ? Không phải đâu. Đúng màu đấy còn gì nữa. Đúng nguyên bản chưa? Đúng rồi. Bây giờ quay ở đây nhìn nó sáng quá rồi. Đấy rồi, cái này là cái kia nhá. Không giống cái này luôn, cái này không phải đâu. Đây này, cái này là cái này này. Đấy, bây giờ 7 hộp kia với 1 hộp kia đủ nhá. Cái này là 10 mét này. Cho cái hộp này vào luôn. Đấy, cái hai viên này không phải. Hai viên này không phải, không phải. Cho lấy rồi. Vai cho ba, ai bao giờ? Bảo là tối nay là. Thế mà 2 viên này mua lẻ thì bao tiền viên anh? Không bán em. Không bán á? Mua lẻ là không bán à? Ồ. Đây không phải bán thật cầm luôn. Đây không phải tạp hóa đúng không?
Hôm nay sếp có vẻ nhiều tiền hay sao nhỉ? Không thấy công sổ có thế nào cả, còn tiền tiêu trước. Bán hàng đam mê non toàn đủ tiền đấy. Chuyện nọ có mấy chục triệu chưa đến cộng mình cả. Ừ. Được, cần đi tiêu trước ạ. Nhét mấy hôm nữa vẫn được. Đấy, nhét không? Chân nó không được không? Đó, anh đung nửa tí nó xuống hết. Bao nhiêu năm thì bốc cả. Bây giờ nó dít. Nó chảy ra, không có xia. Đây là bây giờ ngấm nước là một tí nó chảy xuống này nhỉ? Có nghĩa là mình đặt hàng để lâu quá rồi em. Vâng. Đây thì đâu đó là được hơn gần một tháng rồi các bác. Nói đi nói lại thì hơi nhiều một chút rồi. Đấy. Thật sự ra thì là không ai muốn đâu đấy, nhưng mà do là thời tiết là không có ủng hộ, thành ra là bắt buộc là phải rơi vào cái tình cảnh như này này. Cảm thấy là làm dở dang dang như này thì rất là khó chịu khi mà được các bác tin tưởng rồi mà vẫn chưa có thể mà đi vào thực hiện đấy. Xếp từ đầu trên xuống, kéo sàn đều nhau nhá. Ở đâu rồi? Rồi. Sàn đều để ý để sắt mới để kia nhá. Chắc là phải để sắt đây trước. Tôn tí để sau thôi. Sàn hết cái sắt kia vào. Bảo là vui ngon nhau. Xếp từ sàn đều nhá. Đấy, còn về những cái xi này các bác này. Xi thì là nếu mà dùng đợt này mà hết thì sẽ tiếp tục là lần sau để mà gọi thêm vào để đủ để dồn cho nó một cái trọng tải con xe này đã. Xi thì hầu như là nhà nào làm thì nó cũng đều lựa chọn là Mark 40 hết cô bác ạ. Mark 40 thì nó sẽ tốt hơn là Mark 30. Nó sẽ có thêm là nhiều loại xi nữa. Xi măng Tân Quang là cái xi măng mà chất lượng nhất. Để các cô bóc thêm một chút nữa thì lại sẽ tiếp tục là bóc thêm vào những cái thứ khác nữa. Bên kia thì bây giờ đang còn bùn giải bát tinh tinh nữa. Xi măng cái này mới là cái rửa bát này. Này xi măng trắng, cái này là vòi đúng không anh? Đúng rồi. Rồi. Em ơi nó chở được bao nhiêu? Em hỏi nó chở được bao nhiêu? Nãy bảo thiếu một cái vòi cái gì kia là có chưa anh? Vòi cái đó. Vòi này à? Đấy, à nãy anh bảo là cái vòi này là vòi gì nhỉ? Gần gù à? Ồ. Cái bộ này chảy xuống vai rồi. À. Nó bị hắt một chân đấy. Nhưng mà đây nó chơi chắc là chơi cái ống này rồi. Ủa nhìn cái vòi này. À. Ôi, nhìn cái vòi này xịn xó phết của bác ạ, vòi này. Vòi này sau này thì nó nối bình nóng lạnh là một bên van là nóng, một bên van là lạnh này. Cái này cho đây nhưng mà thừa một cái. Cái nào thừa anh? À cái này của hoa sen. Đúng không? Đúng rồi, cái này là vòi rửa tay này, còn cái anh đang cầm là vòi hoa sen. Anh em đút vào túi đấy mà. Sợ nó không rơi. Còn hôm nọ thiếu một cái bền bồn vệ xí anh Sơn. Bồn vệ xí. Cái bồn đấy thì nếu mà tí mình chạy quanh huyện mua cũng được, hoặc là đạt người lấy lên cũng được. Nếu không bảo chuẩn nữa thì luôn cái xe này rồi. Đấy, bây giờ thì thời tiết là bắt đầu mưa một chút rồi các bác ạ. Thấy rất là khó khăn đi lấy vật liệu vào cái mùa này ấy. Chuyến vật liệu này thì sẽ gọi là bao gồm là lấy là gần đủ luôn các bác ạ. Còn thêm là những cái gì thiếu thì là cho lực xé lấy bổ sung sau, nhưng mà thiếu thì là để thiếu ít thôi. Ở đây hiện tại là các chú và các anh đang bóc thêm là một chút sắt hộp lên để mà làm cái kèo
Vừa rồi thì đang bóc xì là đột nhiên lại trời bắt đầu đổ cơn mưa các bác ạ. Bây giờ thì lại tạnh đổ trời. Thời tiết mấy hôm nay thì là lúc mưa lúc nắng. Đấy phải nói là rất là thất thường. Nhưng mà cháu được là gọi điện lên trên nhà ấy thì là hỏi trên nhà thì là không có mưa. Còn ở đây thì tất cả mấy cái này là sẽ để hàn làm cây xà ngang các bác ạ. Đấy, còn cái sắt phi này các bác này, sắt phi này thì là cháu được chỉ lấy là để mà làm móng thôi các bác nhá. Để làm móng cũng như là làm cái phần đai nó buộc lại với nhau ấy. Đấy thì nhà của hai ông cháu thì cháu được sẽ không có làm cột nữa. Đấy cũng tham khảo, thêm là rất là nhiều những cái người thợ người ta làm rồi, cho nên là những cái mẫu nhà cấp 4 ấy thì không cần phải là làm cột cũng được. Bây giờ bóc xong cái chuyến vật liệu này thì có lẽ là phải đến tận sáng mai thì mới được giả xuống, mà phải đến tầm tối nay, ít nhất phải tầm độ 12 giờ đêm thì mới tới nhà được. Vì thứ nhất là trở nặng và thứ hai thì cung đường của nó là đi khó khăn, nếu như mà cung đường ở bên Xín Mần mà cũng như là ở bên Lào Cai bên này thì đi nó sẽ là nhanh hơn, lại đỡ nguy hiểm. Thưa các bác, hiện tại thì đang bóc những cái tấm tôn cuối cùng để mà đậy lên trên xe của các bác ạ. Và tôn thì để cuối cùng thì để một phần là nó sẽ không có bị là ảnh hưởng tới xi nữa. Tôn thì là cái chiều là cái mặt là cái phần mặt cửa của bác thì sẽ là 4 mét dưới của bác nhé, còn cái phần đằng sau thì sẽ là 3 mét dưới thôi. Đấy, còn cái nhà của hai ông cháu thì là cái phần hiên ấy, thì là cái tôn xốp này nó sẽ dư ra độ là 1 mét dưới của bác, 1 mét dưới thì là mưa nó sẽ không hắt được vào nữa. Vừa rồi thì là vật liệu thì cũng được Hạnh Sơn cùng Lách Anh là vận chuyển lên hết rồi các bác, hầu như là cũng đầy đủ rồi. Còn nếu như mà trong quá trình làm ấy là phát sinh thêm là thiếu thì đến lúc đấy thì cháu Lực sẽ tiếp tục là bổ sung thêm. Ở đây thì anh Sơn anh rất là cẩn thận các bác ạ, anh ấy phủ thêm hai lớp bạt, một lớp bạt sợ là nó thấm ấy, xong anh phủ. Thời gian qua thì phải nói là cái tiến độ mà làm nhà của hai ông cháu thì nó sẽ chậm hơn so với lại dự định ban đầu của một chút của bác ạ. Nhưng mà rất là mong sẽ được cô bác anh chị là thông cảm. Tại vì là cái thời tiết vào cái mùa này thì là mưa khá là nhiều. Năm nay thì là cháu Đức cũng nói rất là nhiều lần cho cô bác. Năm nay thì có vẻ như là cái lượng mưa của nó là nhiều hơn cô bác ạ. Vậy hai anh em thì ra sáng sớm là bắt đầu là ra rồi, bây giờ thì hiện tại là gần là 4 giờ chiều rồi cô bác ạ, thì mới bắt đầu là xuất phát từ bên Lào Cai lại tiếp tục sang là bên Xín Mần. Thưa các bác, bây giờ thì tầm độ là 12 giờ đêm rồi, thì cháu được với lại anh lái xe thì anh chở vật liệu ấy là mới đến là gần chỗ ở trên xá đâu các bác ạ. Phải nói là ban ngày đường đã đi khó khăn rồi, đến buổi đêm như này đường là đi còn khó hơn các bác ạ. Xe thì hiện tại là đang chở khá là nặng rồi, đâu đó là tầm hơn là 10 tấn rồi các bác ạ, còn chở vật quá cả cái khối lượng của xe đi. Thì bây giờ không chở quá một chút thì lại là
chuyến sau lại không có đủ chuyến nữa cô bác. Mà từ đây ra bên kia thì là đường xá đi rất là xa nữa. Hôm nay thì có vẻ như là đi thành ra là đi nắng nhiều quá cô bác. Có lúc nắng lúc mưa ấy. Với lại là dính thêm một chút mưa ở bên Bắc Hà. Thành ra là bây giờ hơi bị cảm một chút rồi. Bắt đầu là thấy cảm giác hiện tượng là đau họng. Anh thì chắc là chạy đường dài thế này là thường xuyên anh nhở? Bây giờ thì là đến sáng ngày mai thì là mới bắt đầu để mà đi sang bên kia để mà chuyển vật liệu xuống xuống các bác ạ. Bây giờ thì bắt đầu là di chuyển lên tới xá rồi các bác ạ. Từ đây ra nhà của hai ông cháu thì cách đâu đó độ tầm là tầm 4 đến 5 cây nữa. Bây giờ thì là muộn quá rồi, chắc là ngày mai mới đi sang bên đấy để mà bóc vật liệu xuống được các bác ạ. Xe để luôn này. Mình phủ bạt thế này nhiều thì không sao đâu anh nhỉ? Bạt thì không sao đâu. Nghe chờ, mong bạt chờ. Dạ. Thế tận chờ với em. Nó xe nào nhà không được. Hầu như là bây giờ là trên này là đi ngủ hết rồi đấy cô bác. Hai anh em mấy lò mò là lên tới đây. Phải nói là công nhận rằng là mỗi lần anh đi chở vật liệu là cũng đi vất vả đây anh nhỉ? Đấy là lấy vật liệu là tất ở trên này, nếu mà anh nhận được là cái công trình nào là anh đều ra bên đấy lấy hết à? Còn chuyến nào là đi xa hơn không anh? Lúc đi xa hơn á. Lúc mà đi xa hơn nữa à? Có bao giờ ra đến tận trong tỉnh, trong thành phố để mà lấy vật liệu không? Trước mới đi thôi, giờ thì không rồi. Giờ thì bọn nó toàn đi xe trung chuyển, nó đại lý này. Thế là như kiểu hôm một chỗ hôm nọ nếu mà mình lấy gạch ấy, là nếu mà mình người ta không trung chuyển đến đấy thì là mình phải ra tận vào trong huyện Bắc Hải để lấy à? Thế phải đi tận nhà máy nó chứ. Tận nhà máy để lấy à? Nhà máy nó như Hà Giang có nhà máy ở Mỹ Xuyên ấy. Thế là ví dụ như kiểu là em lên gạch lên trên đấy rồi em mà muốn đuổi gạch thì là liệu cái đấy mình có đuổi được không? Đuổi gạch cái sao kia? Không thì thế là kiểu bây giờ em đang lấy cái gạch nền này đúng không, nhưng mà em muốn đổi lại cái loại gạch khác ấy. Vẫn được, mình phải trả sang bên kia rồi. Thế là mình đây là do mình chuyển mình đổi à? Do mình chuyển mình đổi, do tiền là mình phải chịu tiền bốc vác á, tiền nhân công ấy. Đấy, bây giờ thì là từ cái đoạn này ra đến nhà của hai ông cháu của bác ạ, cách độ tầm độ đến 4 đến 5 cây nữa. Cái xe thì là khi để ở ngoài thì cũng đã hầu như là phủ bạt hết rồi các bác. Ở đây thì là phủ tới tận là hai cái lớp bạt, hai cái tấm bạt liền của bác chứ không phải là một tấm bạt đâu. Đấy, có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi, thì chắc là chúng tôi cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Và hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác.